Sau khi Ronaldo dứt điểm không trúng đích, anh ấy đã phản ánh với trọng tài về việc Vieira đã chạm vào trái bóng. Ronaldo bật cười sau khi nghe Vieira giải thích, anh tự đá ra ngoài đó chứ. Anh Catalan ôm lấy trái bóng và làm biểu cảm hài hước sau khi ghi bàn. 3. Châu Phô Mô Tinh trong lúc tấn công đã trình diễn một pha dừng bóng vô cùng điêu luyện khiến cho Mbappe phải giật mình. Bốn fan hâm mộ đóng giả làm ninja rùa vào sân gặp Mbappe, tôi là anh em thất lạc lâu năm của cậu. Trọng tài không chỉ hoàn thành pha ghi bàn trong vòng cấm. Bàn thắng hậu vệ. 5. Sanchez sau khi bị đối thủ dùng bóng ném vào người, sững sờ vài giây mới ngã xuống. 6. Azan, Buiz bị đối thủ đạp tuột quần.